Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại bệnh viện huyện Mèo Vạc. Thì hôm nay thì Mỹ Linh tiếp tục quay trở lại đây để vào thăm và động viên sức khỏe chỗ gia đình của nhà anh Nhã Sử, xem là hiện giờ cái tình trạng sức khỏe của anh đã như thế nào rồi. Hôm nay Linh vào thì cũng mua được một ít đồ dùng cá nhân cho vợ chồng anh Nhã Sử. Thì các bác biết là hiện giờ anh Nhã Sử thì đang nằm điều trị đây, thì cũng rất mong là anh sẽ cố gắng điều trị bệnh để khỏi bệnh xong rồi về nhà. Tại vì căn nhà của anh hiện tại thì đang ở nhà thì có bố của anh Nhã Sử đang xem giúp, thì có cả Mỹ Linh nữa. Thì Mỹ Linh cũng rất mong là cái căn bệnh của anh sẽ đỡ và sẽ quay trở lại và cùng với cả Mỹ Linh làm nhà cho gia đình nhà anh. Hiện giờ thì hai anh em đang có mặt ở bệnh viện rồi. Bây giờ đang là giờ trưa nhá các bác. Khoa ngoại phía bên kia đấy các bác. Hôm nay thì cũng muốn vào xem là hỏi thăm cái sức khỏe của anh đã ổn định được phần nào chưa. Cũng rất là mong là cái sức khỏe anh sẽ giảm đi nhiều, đỡ đi nhiều đấy các bác. Anh em là cũng là vừa từ đi bản về các bác, cũng vừa đi bản một cái bản biệt lập. Sau đó là hai anh em cũng cấp tốc quay trở lại đây để đi vào thăm chỗ anh Nhã Sử luôn. Với các bác là đi vào bệnh viện là Linh rất là sợ đi bệnh viện luôn. Đỡ tí nào chưa? Đỡ. Bác sĩ ở vẫn chưa ăn được luôn. Hả? Chưa cho anh nữa. Thế là hai mẹ con đi ăn cơm nhá. Thế nó mỏi rồi. Thế chả biết tiền thì đấy, xem phải bảo gọi đi mua đồ ăn ở ngoài cái đời mà. Thế là thấy nó đỡ hơn hôm mấy hôm trước đúng không? Thế tốt quá bác. Bây giờ thì anh xử lý đỡ hơn mấy hôm trước một chút. Thế thấy gì? Thế có điện về nhà không? Vợ đi đâu ấy? Không có gì hả? Tôi cũng mong là anh khỏe một chút cho bác đây. Sử hôm trước thì cũng có bảo là đi xuống bệnh viện khám, thì anh cũng đã đi xuống bệnh viện khám rồi. Đấy, cố gắng một tí. Thế bác sĩ bảo khi nào biết được ăn? Không biết, đã tháo cái dây này. À, bác sĩ bảo tháo cái dây đấy thì biết được ăn à? Nhưng mà cũng không đói đâu gì, vì người ta truyền nước hoa quả đúng không? Đó nhiều. Vẫn đói à? Thôi cố gắng nhá. Nghe theo lời chỉ định của bác sĩ ấy. Bác sĩ bảo nào thì mình nghe thế nhá. Không được về đâu rồi lại uống thuốc nam hay cái gì đấy nó không đỡ đâu. Mình cứ nghe theo những cái lời chỉ định của bác sĩ. Thế là vợ ngủ đâu? Còn giường ngủ không? Vẫn còn đúng không? Ở bên kia vẫn còn giường thừa để cho nhà bệnh nhân ngủ ấy. Hình như là khả năng là mai nhà xử lý bắt đầu là sát bột đá ấy thôi ấy. Đấy. Hả? Ở nhà thì bố anh khắc lo rồi. Nghe xử thì bảo chỗ
dưới cái đoạn nhà anh gia sử thì cũng có người mất đấy, thế là người ta cũng đi đám ma hết rồi. Hiện giờ thì bà con thì đây cũng toàn là người vùng cao đây hết các bác. Làm gì vậy? Còn thế là nó nhìn lên là nhỏ là thôi cố gắng phát triển do chỉ muốn hình do đấy à chỉ muốn hình do chỗ này lại chơi can thì nó chơi khó nhau à ủa tôi chỉ tao nó một chế chỉ tao ý là chỉ tao một đấy thì có biết chỗ mua đồ ăn chưa có phải gì chưa no rồi à nên đổi sinh rồi mình đã biết đi mua đồ ăn chưa thì tao muốn mua ờ hải o nè nó mà muốn nó mà muốn vun đầu ít xanh tươi vừa nên nhân đầu ở trong lâm muốn đầu chỉ biết nó phải mấy loại chưa vợ anh A Sử thì bảo là vẫn chưa đói các bác đang bảo là đói thì các ra ngoài chỗ bệnh viện mua thì Linh cũng tư vấn là ra ngoài kia mua ở ngoài kia thì đồ ăn rất là nhiều thôi cố gắng nhé giữ gìn sức khỏe đeo khỏe xong rồi còn về nhiều việc nữa cơ thế là hôm đấy là mệt quá không chịu được đúng không? Nó nhắc bảo là đi bệnh viện sớm rồi. Người gầy hết rồi các bác. Cố gắng mình điều trị theo cái pháp đồ của bác sĩ ấy. Có. Sau mấy nữa bác sĩ cho ăn thì nó khỏe lại ngay mà. Sự là Linh rất sợ ở bệnh viện các bạn. Vâng, vâng, thấy như thế. Em vừa đi bảng về, em qua đây luôn. Xem là hỏi xem là cái tình trạng sức khỏe như thế nào. Thế bác sĩ có bảo thế nào? Bác sĩ không bảo. Bác sĩ không bảo là bị bệnh gì à? Hả? Không. Ý là bác sĩ bảo đang chờ để xét nghiệm đúng không? Đúng. Bác sĩ đang bỏ chờ xét nghiệm các bác. Thôi cố gắng nhé, phải vui vẻ lên thì mình mới khỏi bệnh được. Nhá. Thế nhá, có gì thì ở xong là có gì em về. Xong là có gì mà muốn ra thì gọi điện cho em. Nhá. Nhớ gọi điện này. Có số rồi đúng không? Anh gọi xong là bỏ em, không có gì thì em hỗ trợ cho nhá. Đấy, bây giờ thì hiện tại thì anh Sử chưa ăn được các bác, đang truyền nước. Cái nữa thì mấy sau cái điều trị bác sĩ thì bác sĩ cho ăn thì mới ăn. Còn chị đây thì có vợ anh Sử đây là trông non rồi. Đấy. Đâu, ngoài. Thôi có gì nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Phải giữ gìn sức khỏe thì mình mới khỏe được. Mấy bạn mình đừng buồn nhá. Đấy, còn nhà còn nhiều việc nữa cơ, vui vẻ lên. Để vui vẻ lên thì mới khỏe được. Xong có gì thì em ở chỗ nào đau thì bảo vợ bóp cho nhá. Đấy. Thôi có gì thì em về đây nhá. Đến thăm một chút thôi. Phải thăm xem là sức khỏe anh có ổn không. Cố gắng lên nhá. Nhá, về đây nhá, bye bye nhá. Không cần bắt tay đâu, cứ ngồi đi nhá. Cứ ngồi, cứ nằm yên một chỗ nhá. Cứ nằm yên nhá. Hôm nay anh vào thăm anh thôi nhá. Thôi, về khỏe nhá. Mà anh chăm sóc nhá. Ôi, có gì chào anh Sử nhá. Ôi, về nhá, bye bye nhá. Tí nó mua cơm ăn đi nhá. Các bác biết là anh biết bây giờ có bảo vợ anh Sử đi chơi thì có gì gặp có gì phức tạp thì vợ anh ấy sẽ gọi điện cho mình đi.
quy định giờ thăm bệnh nhân này từ 11:30 đến 1 giờ mới được thăm, thế nên là tại sao mình Linh giờ trưa mình Linh mới vào đây để thăm bệnh nhân nhé. Còn trong những cái buổi sáng sớm quá thì họ không cho thăm. Đây là cái khu bệnh viện của huyện Mèo Vạc các bạn. Hai anh em lại tiếp tục đi về nhà, sau đó là ăn cơm, sau đó tiếp tục là hai anh em lại tiếp tục đi vào bản để trao quà cho bà con nữa. Nói chung là cứ vào bệnh viện là phải đeo khẩu trang thật đảm bảo đúng không? Ở trong bệnh viện thì mình cũng không lường trước được gì cả. Ôi, ông quen thế nhỉ? Có phải ông của Lò? Đó. Hả? Đó. Có phải giờ lâu này giờ nè? Hả? Có phải giờ mình tốt lâu này giờ nè? Không chịu bỏ nè. Tôi nhìn từng chờ. Lâu này. Nó chế nhau rồi. Hả? Chế nhau rồi. Chế nhau cô vai. À, nhớ cô vai. À. Ông mốt đi chờ chờ. Mà có thể là khi hầu mà có thể là sinh tố thế nên nó mới có thể sinh tố. Nhưng khâu vai nhắc vào được, phát được. Hả? Khâu vai là ở chỗ nào? Nhắc khâu vai. Nhắc sao từ lúc xẹt, lúc rồi thì được. Nhắc nó là xác xịt. À, có phải bố của anh sinh không? À, Mỹ Linh ơi. Ờ, có chuyện. Ờ, này á. Ờ, đấy, Mỹ Linh ơi. Ờ, tiếng tổng khẩu trang, ngu ra ổ chức chỉ pháp. Ông bảo là Mỹ Linh đeo khẩu trang nên là ông cậu cha, ông mới đi già vậy, ông mới đi già. Hầu mình có thấy thêm tuổi đến là mình không mỏ, thế là thêm tuổi thế này càng mất hoàn tiền này. Ông có bảo là ông cứ ăn rồi uống thì cứ nôn các bác. Nên ít sinh mà thôi, không có ít sinh thì dám gì đâu. Nên chỉ tao tao xin nó, tao tao ăn nóng thì cao hầu hầu mình chỉ nhiều thế. Mua hàng do không? Mua hàng. Thì do này. À, có tôi đi hết rồi. Tôi đi là dốc xanh nhé. Phải đi cái này xe đặt cổ. Ủa, nó xe hết luôn rồi. Cho các một xe này. Ông cái khẩu trang nữa, chỉ cái khẩu trang má thả mê tiền này. Ông bảo là không nhận ra Linh do Linh nhập đeo khẩu trang nên là ông cũng bảo là không nhận ra đấy. Ở đây chỉ là ủ, ở tôi có lấy cái khảo khảo với thằng một cháu ở trên vòng. Dạ, tôi có chỗ đó khảo khảo cho. Ông có nhắc bảo là đợt trước là mình đi cũng vào thì ăn cơm cùng với ông ấy, cũng ngồi uống rượu trò chuyện với ông. Thế nên là lúc đấy là mình mới nhìn mình mới bảo ốc, nhìn ông quen thế. Giật mình. Rất lâu không gặp các bác. Được bao tiền đấy. Đây lửa vẫn còn đấy. Toàn tiền là 10.000 thôi. Nhìn nó thì ít xanh lại thì... So rồi giờ. Nó thì lên cho mà nhà dân mà ta đỡ thơ thải là nó cho nó thích đâu. Ừ. Chỉ mua thì mua nhỉ, chỉ là xem nó. Chỉ mua là chỉ mua là đúng đấy. Ồ, tôi đã mà phát sơ sinh nên là có thể cho cô bảo một tên là để chỉ tỷ ô đông tiên. Nói vậy nhau nhá, nhớ là thằng đồ sinh mà đủ tốt mà tôi chở. Ừ, con chào ông nhá. Ừ, nói nhau nhá. Ừ, nhớ xin chào hậu chốt đây nhá. Ừ, nói nhá nhá nhá. Ừ, chào ông nhá. Rồi thì mình cũng là ở đây là nhân tiện là cũng gặp được là bố của anh Sình ở xã Chiếu Tỷ luôn. Cái chỗ mà đợt trước mà mình Linh cũng cùng với cả anh Nghĩa cũng hỗ trợ bà con là đổ đường làm đường đấy và cũng tặng rất là nhiều quà cho bà con đấy rồi. Mà nhớ nhá nhá. Ừ. Ông thức phim của mình Linh đến đây kết thúc rồi các bác. Thứ hai là Nghĩa cũng phải đăng ký kênh. Vừa rồi thì mình Linh cũng vào đây và thăm hỏi cái sức khỏe của anh A Sử thì hiện giờ là cũng đỡ rất là nhiều rồi. Con xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác.